Nói gì trả cho má cút. Thấy thương quá trời ơi. Ba vậy ba nói sao vậy? Trời ơi tôi đâu có biết đâu bà, tôi đánh nó quá trời bà, nó không nói. Nó hỏi con sợ má con nói là bà cút suối à. Năm ngoái con biết không, phụ huynh đi vô uống ở trong nhà trường có căng tin đó, bà uống mau mau cho con cái giỏ. Rồi mày làm cái gì học trò mày xin vậy? Cho má cút, má cút là kế hoạch nhỏ, thấy thương không? Những cái chuyện đó tham gia với má từ năm 18 tuổi cho tới ngày hôm nay, rồi bắt đầu mình lên làm trưởng khu phố, phó bí thư, mình càng giúp đỡ má nhiều hơn nữa để cho bà con khổ ở nơi khu phố mình ở, về cả tiền và vật chất luôn. Nói đến bà cúc ve chai, rồi bà cúc bánh mì thì hầu như là ai cũng biết hết cả. Không riêng gì trong khu phố, trong thành phố Hồ Chí Minh mà kể cả ngoài tỉnh cũng vậy. Riêng bên chữ thập đỏ tôi phải có những cái việc gì mà cần, ví dụ như hỗ trợ cho chương trình này, chương trình nọ kia là má đều chung tay cùng hội để làm tốt công tác thiện nguyện trong địa phương cũng như ngoài. Má định làm cái này đến bao giờ? Chết thôi chứ làm sao giờ? Tích lũy thành đại mà lâu lần đến. Vô trong vùng sâu vùng xa cho đồng bào dân tộc á, chờ cho mấy cháu tập sách nè, tập vở rồi cái bánh mừng quá nó ôm mình nó hôn vậy đó. Không bỏ được.